Hello các bạn, và quán thì mình cũng review sơ sơ là quán hải sản rất là phong phú các bạn. Đây có tôm sú và tôm thẻ nè. Cái này hàu sữa, nghêu, còn này có cua, tôm bủng ni. Này đó kiểu nhìn cũng quá trời đã luôn. Nhưng mà hiện tại là đi nó mình đi nó mệt quá. Giờ mình dùng này nó xấu quá trời. Thưa các bạn, món này là món cá lồi nướng mỡ. Mà cái này chúng chưa biết. Mở đây là chính nhờ, thắng mở đây là chính nhờ. Cảm ơn các bạn nha. Còn đây là món xay đi đáy hái trộn nha các bạn. Ồ, quá ngon. Trời, nóng dữ. Món này là chấm mắm nêm hả? Chính chưa mà ăn vậy? Chính rồi. Mày lên cho mắm thôi. Ok. Làm thử con miếng review luôn anh. Nè, sáng em mà nhai rồi. Nó thèn nha. Bay. Đây, món tiếp theo là tôm chiên hải sản cũng được lên rồi nha mấy bạn. Trời, nhìn màu sắc kìa, quá đã luôn. Còn mình thì làm gì làm, còn anh mình thì đói bụng nên ăn thì ăn, ai làm gì làm kệ. Dứt. Và tiếp theo là anh mình sẽ ăn tôm chiên nha mấy bạn. Tôm chiên hải sản. Trời ơi, trang nước xì dầu, thêm miếng ớt nữa, cay cay nữa. Hết sảy. Quá ngon. Quá ngon. Quay sạch. Nóng quá nha mấy bạn, thông cảm nha. Đi nóng nực quá, hành trình cả 4-5 tiếng. Ngon anh. Bên ngon không con? Hết nói chả lao luôn. Quá ngon, quá ngon. Quốc Anh. Hello bạn, và tiếp tục là món cái gì quên mất tiêu rồi. Cá trứng nướng muối ớt. Cá trứng nướng muối ớt, nhưng không có ớt, không có muối nha. Đây, cá trứng này chấm với loại tương. Này tương màu đỏ nha. Rồi người ta gọi là tương ớt. Ngon. Ngon không? Ngon, chẳng lẽ quay phim mà nói dở không có được. Đâu, mình đánh giá công tâm với anh, mình phải nói thiệt lòng chứ. Dạ là ngon nè. Trời đất ơi, nhìn cá. Lên sóng nha, đó, cúp này lên sóng là mặt phải tư lên nha. Từ từ tí coi, 2, 3. Thích chữ lộn kìa, đó, chữ đây. Ngon chữ đi, đó. Đúng rồi anh, ăn uống thì cũng no nê rồi nha mấy bạn. Giờ phải đi kiếm cái chỗ nào mà để đặt cái đít xuống. Tính